Ok, xin chào các bác các anh em. Trong buổi tối ngày hôm nay em giới thiệu đến các bác các anh em một bộ dàn mini đại ha. Đây là dòng mini đại nha của hãng Kenwood. Bộ này thì nó có mã model là Kenwood RXD SL3MD. Bộ này thì em bán cũng khá nhiều rồi. Cái mã SL và SV ha. SV thì nó sẽ cao hơn SL một đời ha. SL nó đời trước và SV đời sau ha. Mà bộ nói chung là công suất là y như nhau hết, chỉ có cái màn loa nó khác nhau một tí, và về các chức năng thì cái thằng SV nó cao cấp hơn, nó có hai đường vào ha, audio in và out in, có một cái núm xoay ở đây nữa nha. Nói chung cả hai bộ model SL SV em bán hết rồi ha, cũng bán khá nhiều rồi. Bộ này thì nó là hàng nội địa Nhật nha, sử dụng nguồn điện AC 100V, công suất tiêu thụ nguồn là 83W ha, cái thớt dàn 83W, và cặp loa là 30W một cái, trợ kháng loa 6 ohm, cả bộ dàn made in Malaysia nha, Kenwood toàn bộ là Malaysia đa số luôn ha. Bộ này thì hàng về chạy full chức năng từ đĩa CD, MD và băng cassette luôn, hoạt động hoàn hảo ha. Con này thì em bán ra kèm cho các bác anh em chiếc remote học lệnh nha. Trên chiếc remote học lệnh thì nói chung là em cố gắng làm tất cả, cố gắng hết sức là tất cả là nói chung loading cũng được 90-95%. Play CD, MD, cassette ok, tắt mở nguồn, chọn số bài khi chơi đĩa CD, MD, tạm tắt tiếng rồi tăng giảm volume ha. Nói chung tất tật. Nói chung tiêu chí của em là cố gắng làm ra được một chiếc remote để cho các bác các anh em trong quá trình sử dụng ha, dễ dàng thao tác, ngồi từ xe điều khiển, nói chung là nó rất là tiện nha, rất là tiện, tại vì mình ngồi từ xe mình bấm tăng giảm volume, ví dụ đang nghe nhạc có một cái cuộc gọi hay là một cái nói chuyện gì đó mà mình có thể thao tác từ xe thì nó tiện hơn là mình phải chạy lại tới cái dàn máy ha, mình cầm cái núm volume mình xoay giảm volume nó rất là bất tiện ha. Bộ này thì nói chung hình thức là tương đối đẹp nha, các bác anh em có thể thấy ha, hình thức tương đối đẹp. Bộ này màu xám bạc nha. Đó, loa lưới đầy đủ, loa thì màu vàng quân gỗ ha. Đây, em lấy cái lưới ra nha, các anh em có thể thấy là loa bát màng lởm rất đẹp nha. Đó, bát màng lởm ha, còn rất đẹp, nhìn nó rất là gấu nha. Nói chung là cái bộ SV ấy, thì cái loa nó ở màn giữa nè, nó viền màu trắng nhìn khá nổi bật ha, còn con SL thì loa một màu đen luôn nha. Những cái dòng này bass 10-12 nha, màng carbon, gân là gân lụa tẩm dầu ha. Nói chung những cái dòng này qua 5 tháng thì cái gân nó cũng khô rồi, nó khô nó hơi cứng nhẹ rồi, nhưng mà nói chung âm bass nghe vẫn tốt ha, nó không đến nỗi mà khô khan lắm, nói chung tốt. Rồi chép là chép chép này là chép gần giống như là Mika, nó bóng bóng lượng lên luôn nha, hai đường tiếng ha, loa hai đường tiếng, dòng mini đại nha, công suất nó tới 85W ha, các bác anh em có thể thấy phía sau của nó đây. Đây là model của loa ha, model SL3MD, công suất 30W một cái, trợ kháng loa là 6 ohm, số series là 4952, loa trái phải đầy đủ ha, phía bên này cũng vậy ha, 4952. Đó, còn đây là cục dàn của máy, thớt dàn ha. Đây giờ chúng ta có chạy mang tên AM FM, những cái bộ Kenwood đa số là FM90 thôi nha, nó không bắt được là Việt Nam. AM thì có thể bắt ha, với điều kiện chúng ta có một cái anten AM để chúng ta có thể bắt sóng dễ dàng. Rồi ở phía dưới này chúng ta có một cái kẹp ra loa cho phép chúng ta ghép loa từ 6 đến 16 ohm nha. Loa trái phải chúng ta có thể ghép những cái loa giải ohm nó còn cao hơn, những cái bộ này vẫn được nha, tại giải nó rộng từ 6 đến 16 ohm ha. Đây chúng ta có một cái dắt cắm đường A out in kết nối điện thoại máy tính ha, dắt bông sen. Và phía dưới dắt bông sen thì chúng ta có thêm một cái cổng. Đây, một cái cổng này. Cổng này cũng xích điện nha. Đó, các bác anh em nào mà ví dụ ở nhà có một cái xích điện á mà chúng ta muốn kết nối vào cái bộ dàn này để chúng ta nghe âm bass nó sâu, nó dày hơn, đánh lực hơn, chúng ta có thể ghép nối vào đường này nha. Xúc âm, xúc điện, ở nhà các bác có xúc điện là cứ cắm vào là nó có hiệu, nó có đường đầu ra âm trầm thôi nha, tất công tập ha. Rồi đây là thông số kỹ thuật của máy Kenwood RXD SL3MD,
sử dụng nguồn điện AC 100V, công suất tiêu thụ nguồn 85W, made in Malaysia. Số series của nó là 0894, sản xuất vào năm 2004. Ôi giời, như vậy được. Bộ này đúng 20 năm là các bác anh em. 2004 24, như vậy là chúng ta có 20 năm ha, bộ này 20 năm, 2024 rồi ha. 2024 mà hình thức như vậy còn quá đẹp ha. Loa góc cạnh nha, đó, loa góc cạnh phía bên này cũng vậy nha. Cái sóng lưng, cái sóng rèo nó khá là dày nha, nó phải gần 1,5 cm luôn á, cái sóng nè khá dày nha, hình thức còn tương đối đẹp. Rồi em quay lại mặt trước ha. Vừa rồi em test một đoạn nhạc đĩa MD, các bác cái này có thể thấy ha, đĩa MD hoạt động ok ha. Rồi tiếp tục em sẽ test một đoạn đĩa CD nha, vừa lấy CD luôn ha, vừa lấy CD. Em nét bài nha. Số 1 đi nha. Đó, bài số 1. Phần đĩa CD hát tốt các bác anh em ha. Em test nói chung là tương đối thôi, chứ mình test lâu quá thì cái video clip nó sẽ dài ha, mất thời gian của các bác và các bác anh em và cả em luôn ha. Rồi tiếp tục là phần đĩa CD hát ok, tiếp tục là băng cassette ha, và lấy cassette nè. Rồi, tu tới tu lui tốt các bác anh em ha. Vấn đề gì đây? Băng nó nặng rồi. Rồi, ok, băng cái set tháng kia chiều tới thì tốt đi, còn chiều lui thì không lẽ nó có vấn đề. Oh.
Rồi như vậy là cái bánh tì cao su một bên nó hơi chai rồi, nó không kéo được cũng ăn. Đó thì nói chung là em test cho các bác các anh em thấy ha, cái băng cassette nó hoạt động chiều tới tốt, chiều lui thì nó không kéo được ha. Em test cho các bác các anh em thấy là CD, MD, băng cassette nó vẫn hoạt động tốt thôi. Nói chung là chạy full thì nhà sản xuất mà. Rồi tiếp tục là em test qua đường AUX nha. Băng cassette thì đó, em test cho các anh em thấy tua tới tua lui tốt ha. Rồi tiếp tục là AUX, chúng ta bấm chuyển AUX ha. Và em test đường AUX ha, em sẽ ghi một đoạn vào cái đĩa MD này để các bác em thấy là đĩa MD ghi và phát tốt nha. Đó, tạm dừng nè ha. Em mới bấm red rồi đó. Các anh em có thể thấy đây. Đây ha, bây giờ play nè. Em chuyển âm thanh ra đường tại phone 3.5 đã. Rồi, em chuyển qua xong rồi, play. Bây giờ em sẽ play đĩa MD, nó sẽ bắt đầu ghi nha. Các anh em có thể thấy cái đĩa MD nó đang tạm dừng nha. Khi nào mình bấm play nó mới cho phép ghi ha. Bây giờ em sẽ bấm play nè. Để trời làm mưa gió em từ xa vắng vẫn mang đầy xót xa những dấu yêu ngày cũ vẫn mãi cứ mong chờ một ngày tình ta thôi chia lìa trời còn ngập mưa mãi khiến cho ta buồn thế. Stop ghi nha. Ra trôi nơi nắng em vẫn có nghe tâm tư sâu nhớ tới những phút giây mình còn nhau môi ấm ngất ngây trao tình. Rồi ok, các anh em thấy là đường AUX nó hoạt động tốt ha. Đó, kết nối điện thoại máy tính ngon lành. Còn FM thì nói chung là em không test nha, tại vì FM nó tới 90 rồi nên mình test nó cũng không có bắt được sóng đài Việt Nam ha, 108 đâu. Rồi ok ha, phần cuối cùng là em sẽ phát lại cái đĩa MD nha. MD vừa mới ghi bài cuối cùng đây nha, bài cuối cùng đây. Đây là bài vừa mới ghi xong. Đó các bác anh em thấy ha, đĩa MD hoạt động tốt, ghi tốt luôn. Dành cho những bác nào đó mà còn cái sở thích mà ghi đĩa, chơi đĩa MD ha, mình có thể ghi những cái bài hát yêu thích lưu trữ vào trong cái đĩa này. Mình thích thì mình nghe bài nào mình mở bài đó thôi, ghi từ đường AUX in, kết nối điện thoại máy tính ha. Con này thì cái màn hình các bác em có thể thấy ha, nó hiển thị cái dải đèn nhìn khá là đẹp ha. Dải đèn là đèn tia, đèn nước đánh rất đẹp nha. Nhân dịp đầu năm, chúng tôi kính chúc quý vị một năm mới an khang. Đó, một cái dải đèn nhìn khá đẹp ha. Rồi, tiếp tục là em sẽ thao tác xóa bài hát ha, hoặc là xóa tất cả trong đĩa. Đây, xóa ha. Nó hỏi mình có xóa, muốn xóa tất cả trong đĩa không. Mình không xóa thì mình xóa từng bài á, thì mình xóa từng bài ha, bấm nút next tới lui thôi.
mình chọn xóa từng bài 1 tới bài mười mấy đó, tùy theo ý mình ha. Bây giờ em sẽ xóa bài 15 vừa mới ghi xong nha. Bấm ok nè. Nó hỏi tiếp là có muốn xóa không nè ha. Ok, xóa. Đó, xóa. Như vậy để còn 14 bài thôi ha. Bài cuối cùng là em đã xóa rồi. Bài 14 ha, cuối cùng. Hết ha. Cái bài đó em cũng là ghi đợt trước, nó có một đoạn thôi. Rồi, em kết thúc với video clip ở đây ha. Cảm ơn các bác anh em đã xem video clip của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác anh em ở những video clip sau.